Những nam thần cổ trang đẹp nhất với sắc đỏ. Nếu những mỹ nhân áo đỏ từng khiến dân tình xao xuyến không thôi, thì những nam thần hoa ngữ cũng cuốn hút chẳng kém gì trong sắc đỏ. Mới đây, cộng đồng mạng đã tiến hành bầu chọn trên mạng xã hội Weibo và gây bất ngờ khi công bố danh sách những nam diễn viên mặc đồ cổ trang màu đỏ đẹp nhất trên màn ảnh. Thứ nhất, Hà Gia Kính. Nam thần 5X Hà Gia Kính gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt mỹ nam đình đám Cbiz chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chàng nam hiệp chiếm chiêu điển trai, nghĩa hiệp do anh thể hiện trong bộ phim Bao Thanh Thiên năm 1993 vẫn được xếp vào hàng kinh điển nhất trên màn ảnh nhỏ và là cả bầu trời ký ức với đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Thứ hai, Lý Dịch Phong. Cổ kiếm kỳ đàm không chỉ là một trong những bộ phim về đề tài tiên hiệp hay nhất trên màn ảnh hoa ngữ, mà còn là bệ phóng thành công cho Lý Dịch Phong, khiến anh nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm. Với bộ trang phục cổ trang màu đỏ bắt mắt, nam diễn viên đã chiếm trọn trái tim của khán giả truyền hình. Nhậm Gia Luân. Là nam thần cổ trang đình đám của showbiz hoa ngữ, Nhậm Gia Luân nhận được nhiều lời khen khi hợp tác với Dương Tử trong bộ phim Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Khi khoác lên mình bộ trang phục đỏ, nam diễn viên đã khiến hàng triệu trái tim tan chảy với vẻ đẹp điển trai vừa dịu dàng vừa ấm áp. Đặng Luân. Nếu nói đến các mỹ nam áo đỏ mà bỏ qua Đặng Luân thì quả thực là một thiếu sót lớn. Anh đã không ít lần khoác lên mình sắc đỏ trong các bộ phim cổ trang. Nếu trong Sở Kiều Truyện Đặng Luân vào vai chàng thái tử tiêu sách lầy lội, thích màu sắc sặc sỡ thì sang đến Hương Mật Tựa Khói Xương, anh lại hóa thân thành hỏa thần Khúc Phượng. Có nguyên hình là một con phượng hoàng, chính vì lẽ đó việc nam diễn viên thường xuyên xuất hiện với trang phục màu đỏ là điều rất dễ hiểu. Ngoài những cái tên nói trên còn không ít nam thần, diễn viên hấp hồn trong khán giả trong bộ trang phục cổ trang màu đỏ. Dù vậy, nhan sắc của những nam thần này là điều không ai có thể phủ nhận được. Với sự yêu mến của khán giả, họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong danh sách bầu chọn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!